Hàng thủ như thường lệ vẫn là chỗ dựa của đội bóng quân đội. Bùi Tiến Dũng và các đồng đội mới chỉ thủng lưới 2 bàn, trong đó có 2 trận giữ sạch lưới trước những hàng công rất mạnh. Tuy nhiên, hàng công mới là vấn đề của các hậu duệ thể công. Sau 4 vòng đấu đã qua tại V-League 2023, các chân sút Vietnam FC mới ghi được 3 bàn thắng, một của Danh Trung, một của Bùi Tiến Dũng và bàn thắng còn lại của Đức Chiến. Ngoài Danh Trung đá ở hàng công thì chưa một chân sút nào lập công. Tôi còn phải cải thiện cái khả năng ghi bàn của đội bóng thôi. Tôi nghĩ là cái lối chơi thì về phòng thủ chặt rất là chặt chẽ, cộng với tấn công chúng tôi cũng tạo ra được rất nhiều cơ hội và rất nhiều miếng đắng đánh đa dạng. Đấy là cái điều mà chúng tôi làm được. Nhưng với những cái lực lượng của cầu thủ trẻ nhiều như vậy thì chúng tôi cũng vẫn cần phải thời gian. Và cần thời gian chúng ta kiên trì và kiên nhẫn với các cầu thủ trẻ để họ có thêm niềm tin, họ tiến bộ hơn. Việc thiếu vắng Giovane quả thực là ảnh hưởng cực lớn. Nên nhớ, 4 vòng đấu đầu tiên thì Vietnam FC đã phải gặp 3 đội bóng được đánh giá rất cao là Hà Nội FC, Nam Định và Công an Hà Nội. Không có Giovane, nhiều kế hoạch của Vietnam FC phải thay đổi đột ngột với những phương án dự phòng. Nhưng quả thực, chưa ai thay thế được ngoại binh người Brazil. Không có anh chế lửa, ngoại binh còn lại trên hàng công là Jefferson Elias cực kỳ vất vả trong tranh chấp. Không chỉ chơi tốt ở vị trí hậu công, Giovane còn rất xuất sắc khi được bố trí bên cánh phải. Mùa trước, Giovane ra sân tổng cộng 29 trận, ghi 11 bàn và có 7 pha kiến tạo. Giovane được coi là một trong những ngoại binh hay nhất của V-League những năm gần đây. Trước khi về Viettel, anh đã khẳng định được khả năng khi khoác áo Sài Gòn FC và Hà Nội FC. Nhưng mùa này, chấn thương khiến Giovane chỉ có ít phút ngắn ngủi chơi ở V-League. Thiếu Giovane cũng là một cái thiệt thòi đối với chúng tôi khi mà không có được cái chân sút ghi bàn hàng đầu năm ngoái. Các bạn biết rồi, Giovane là một cầu thủ ghi bàn hàng đầu cho Viettel. Năm nay chúng tôi cũng thiệt thòi về cái vị trí của Giovane. Ta biết là cái giải của chúng ta đến bây giờ bổ sung cầu thủ ngoại là không được nữa, và mình phải để đến giai đoạn 2 chúng ta bổ sung. Chúng tôi có con người như nào chúng tôi sử dụng con người đó thôi. Và tôi tự tin vào những cầu thủ tôi đang có trong tay, và các bạn xem rồi, 3-4 trận đấu vừa qua thì các cầu thủ trẻ của chúng tôi rất là tự tin và họ vào sân với tâm thế không phải là cầu thủ trẻ nữa. Và đấy là cái điều tôi rất đáng mừng. Gần như là chả có một cái giải vô địch quốc gia nào mà cứ thi đấu mấy vòng và lại nghỉ một tháng. Sắp tới, theo cái lịch sắp tới thì tôi thấy là cũng sẽ thi đấu 3 vòng lại tiếp tục nghỉ thêm khoảng tháng nữa. Nó rất là bất cập. Nghĩ là cái này nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái phong độ thi đấu của các cầu thủ. Về mặt chuẩn bị cho trận đấu, cho giải đấu thì đây cũng là một cái khó khăn cho tất cả các đội chứ không phải là chỉ có riêng Viettel. Không chỉ huấn luyện viên Bảo Khanh, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt mà rất nhiều những vị thuyền trưởng khác tại V-League nói về bất cập trong việc V-League cứ đá vài vòng rồi lại nghỉ. Với các đội bóng, việc duy trì tập luyện, duy trì phong độ và cảm giác thi đấu rõ ràng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy nhiên, thay vì ca thán thì các đội bóng cần lên kế hoạch phù hợp cho ngày trở lại. Với huấn luyện viên Thành Bảo Khanh, về mặt tích cực, quãng nghỉ này cũng là cơ hội để nhiều tuyển thủ quốc gia, không chỉ của Vietnam FC mà còn của mọi đội bóng tại V-League, có thêm chút thời gian nghỉ ngơi, phục hồi sau một giai đoạn thi đấu với mật độ quá dày. Chẳng hạn như Hoàng Đức, cầu thủ cho thấy một vài biểu hiện của sự mệt mỏi và chưa hoàn toàn sung sức nhất sau khi dính phải chấn thương. Cái quãng thời gian nghỉ đó thì cũng là một cái quãng thời gian tôi nghĩ là bổ ích cho một số cầu thủ đội tuyển quốc gia khi mà họ cũng trải qua một năm thi đấu rất là dài. Tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng nên ủng hộ cái đội tuyển quốc gia. Chúng ta biết là các cái giải trẻ rồi đội tuyển quốc gia, các cái đội tuyển trẻ và các đội tuyển quốc gia cũng cần thời gian để chuẩn bị. Tôi cũng ủng hộ hoàn toàn cho cái việc mà chúng ta dành cái thời gian cho đội tuyển quốc gia. Tôi cũng sẽ cho cầu thủ của chúng tôi nghỉ ngơi một vài ngày và bước vào chương trình chuẩn bị tập luyện cho những cái trận đấu sắp tới. Bốn vòng đấu đầu tiên, dù gặp phải những đối thủ mạnh, đối diện với sự thiếu vắng chủ lực trên hàng công, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên mới, thế nhưng Vietnam FC đã cho thấy sự quyết tâm, tinh thần chiến đấu máu lửa. Và đến nay, đội bóng quân đội vẫn là một trong những câu lạc bộ vẫn còn bất bại ở V-League 2023. Tất nhiên,
quãng nghỉ trước mắt sẽ còn rất nhiều việc phải làm với huấn luyện viên Thành Bảo Khanh. Tuy nhiên, kết quả vừa qua thực sự là một khởi đầu có thể lạc quan để sẵn sàng cho chặng đường phía trước.